Hello, xin chào các bạn, tôi hỏi là mình thì mình sẽ chia sẻ tình dăm ba rồi bốn. Rồi xong sức bài này lên báo chờ lúc xem thời gian ở trong này thì nó mới rút lại khó nhất nhé. Nó tới chừng nào từ từ có đến có thằng nén này thôi, có lên này còn không mà lấy vú xin vú gì vậy, nhất là quần lót này, y tá quần lót, y tá mình xấu vậy vậy, y tá càng khác là sao, tớ phải chữa thương khác chứ. Rồi sao mà lấy nhiều người khác à, mày bị lấy nhiều người không lấy nhiều người khác. Why?
Sorry to win. Nó là nữ tái tử mà. Thì Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Là chim. Từ từ nhé. Có từ những cái bay mà có được nhé. Thì các bạn phải nhớ lên nè, phải lên bao nhiêu khỏi những bạn. Đấy, xong khi lên bao nhiêu qua xong thì các bạn sẽ nhảy qua nó. Nếu mà nhảy qua cái hình lan này, đó hình lan này á, xong rồi các bạn nhảy qua. Chơi không dễ nhảy đâu. Cái này tầm nhiễm rồi. Thì chạy này thì phát đơn giấy. Ý bị nhiễm luôn. Shipper thân yêu người ở bên này. Nếu bóng năm máu. Yes. 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 Tarote. Rồi shipper hero kìa. Shipper hero kìa. Nhưng người chưa. Sao bắn mạnh vậy? Nó hero hả? Chưa gì còn 29. Ngu người vậy. Ngu người. Ngu người vậy. Đứa cào. Fuck you. Khách hả? Giờ mà thấy hết, giờ mà thấy chết à. Lát chứ không phải bị nhiễm. Người này thì bắt cua đang giận mình ấy. Là bắt cua mà để ra chim ba chết. Mình nhìn tốt. Đừng để ra bay được kịp. Dù có tốc độ nhưng các bạn cũng đừng để ra bay được. Thì các sẽ làm như này. Đâu bắt qua. Đấy, thấy chưa? Thì các bạn có thể bị mất máu á. Cách nhảy qua chỗ này thì có đó chưa. Stick together, team.
chuẩn bị sẵn sàng nha. Cái chỗ lỗ này thì không phải tới chỗ ra đấy. Ôi trời, tôi sợ á. Đi ngay mà tôi đi. Điếu 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 điếu. Fuck you. Điếu 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 điếu. Cận chiến thành công. Cận chiến thành công quái luôn. Ô cái chế độ này vừa là gì? Nó cũng đều xanh luôn. Quái luôn. Này tôi thích nó cận chiến. Cận chiến không giờ sống được. Superhero rồi. Superhero rồi. Nháy. Đấy. Đi ngon tim chưa. Rồi bước đầu bước tiếp theo. Ôi trời. Đấy. Cần em bay quá thì có thể bị nhiễm ấy. Thôi thằng này cho mày nhàn ơi. Anh nhảy cho mày điều bắn mày chết tao đấy. Ôi con này ra bắn rồi. Ơ con này bắn hả? Thôi ai đâu quá xin lỗi. Ơ ừ, có vài giây ở có vài phút đã chết rồi. Rồi rồi. Đúng rồi. 12 phút rồi đấy. Đi. Sức là nó tin. Yeah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi anh là người tiếp. Anh là hero, chắc anh là kiểu hủy diệt rồi không ấy. Đi đi, bắt cú đi. Nè, nó chết rồi kìa. Chịt nói rồi mà, ô trời, dừng con ba đó, tại mày đứng hả? Thì tốt quá rồi. Rồi điếu chưa phải này nữa. Chưa phải khác nhé các bạn. Em tập bắt cua nên không có ai thích. Đấy, chưa. Rồi anh lại giết con cuối cùng. Bắt cua. Yeah. Người nhạc quá xa. Ui người mình tay chú ngay mà nằm nằm không đi. Nhảy tiếp. Đấy, chắc chắn là nhảy chưa. Tớ thì chỉ chỗ nãy mình luôn nhảy quá lần là mấy các chú bạn đứng đây rồi nên mình còn lo nữa. Đấy cái trận chiến đấy. Tinh thần cho cuộc sống của bạn. Chú. Rồi tự nhiên mình chạy quá chưa.
thành Việt Nam. Ôi trời ơi, còn ngay bây giờ rồi.
trai thì mới có nhiều đứa yêu. Spend the last 2 weeks just spinning.
bay đi. Dùng súng ngắn như thế nào?